Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình với anh em sẽ cùng trải nghiệm con game Na Tra Ma Rồng. Con game này thì sau một lần ra mắt thì anh em có phản hồi khá là nhiều, nên là bên vận hành cũng đã cố gắng làm lại cho nó phù hợp với tất cả mọi người hơn. Xin chọn vật Nam đi nhá. Đấy, bản, bản 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 này sẽ ra mắt vào lúc 3 giờ chiều, nghĩa là lúc 15 giờ đấy. Lúc 15 giờ cho anh em trải nghiệm. Riêng cái bản này chúng ta sẽ có một cái gói quà gọi là quà tân thủ tặng cho anh em để anh em có thể trải nghiệm. Nằm ở phần đạo cụ này thì phải. Đây, quà hỗ trợ tân thủ Alpha Test. Đó. Đấy, đây là toàn bộ cái giá trị của cái phần quà này. Mình thấy nó cũng khá là xịn sò ấy. Đây là toàn bộ gói quà tặng anh em để anh em có thể trải nghiệm cái version này. Đấy, mình xin phép nhận hết đi. Chưa, tôi bấm lỗ như này rồi mà lên 10.000 cái này thì nó trôi lúc nào mới xong đây trời ạ. À, lỡ tay lỡ tay, sorry anh em, tôi lỡ tay, tôi biết trước rồi nhưng tôi vẫn bấm sorry anh em nhá. Đấy, KNB kiểu thì rất là dư giả luôn cho mọi người. Bản này thì chúng ta có thể vào trải nghiệm để có thể nói chung là thỏa sức để trải nghiệm một cách gọi là chính xác nhất thôi. Anh em để trải nghiệm cho thịnh mạnh, tôi ngu người rồi, tôi ngu người thực sự rồi, tôi bấm nhầm các bạn ạ. Nó trôi gần 10.000 cái thì bao giờ nó mới xong đây trời ơi, bấm nhầm. Cá nhân mình thấy thì cái đồ họa của nó được nâng cấp lên khá khá, đồ họa nâng cấp lên khá khá. Một số những cái lỗi vặt ở những cái phiên bản trước cũng đã được lắng nghe người chơi cũng đã fix lại đấy. Có thêm rất là nhiều phần quà để cho anh em trải nghiệm một cái định mạnh nhưng vẫn chưa xong mà trời. Mà nó 10.000 thôi, mình xin phép cắt cái đoạn đi cho anh em đỡ nhức mắt nhá. Xin phép cắt nó đi. Ui, xong rồi các bạn ạ. Nó chạy mãi thì nó cũng xong. Đấy, ngoài ra nó sẽ có rất là nhiều nguyên liệu khác. Đây mình thấy có cả thẻ ma thần các kiểu, tọa kỵ hay sao, có cả tọa kỵ VIP phía các kiểu hay sao ấy. Đây này. Đấy, thì mình sẽ vào trải nghiệm thử xem. Đây là cái gì đây? Ui dồi ôi, lại thêm 9.000 nữa, thôi đừng bấm vào nhá. Bấm vào lại gãy đấy. Lại trôi như một vị thần luôn. Bản này căn bản là tặng để anh em có thể trải nghiệm một cách sung sướng nhất thôi. Đây, những cái nguyên liệu gì đây? Mình muốn trải nghiệm qua về về những cái quà nó tặng. Đây mình có một cái nó tặng cho mình với tạp giới à. Đấy, thủ hộ linh đan dùng hết này. Xem một thủ hộ cái này nó lại không tăng lên nhỉ? Thời trang của thủ hộ này. Đấy, mình đây mình xem mình có thời trang nào thì mình sẽ mặc lên cho nó luôn. Có không ta? Không có một cái nào trời. Thế nó này chỉ là một thần thú thôi à? Thời trang của này cũng không có luôn. Khả năng nó sẽ làm một sủng vật với các kiểu rồi. Đây mình có con Na Tra Ma Đồng này. Con Na Tra Ma Đồng. Đấy, là một sủng vật trong team của mình. Nó không phải là thần thú. Kích hoạt. Cái gì đây? Thịnh mạnh có cả thịnh mạnh súng luôn ạ. Ui, cái này là chơi trội hẳn rồi, cái này chơi trội hẳn rồi, cái này là địch mạnh chơi trội hẳn luôn rồi. Black Panther luôn má ơi, nên nó sang đến cái tầm gì rồi các bạn ạ, rất nhiều cái hệ thể thể loại luôn rồi. Ui đẹp thế nhở, nhiều dã man luôn. Nên tôi mở hết cái đống xem nó sẽ cho những cái gì. Còn hai cái nữa. À, cái này mở rồi. Đây. Hoạt con này nữa. Hết chưa? Hết rồi nhá. Đấy, để mình xem lựa chọn con nào đẹp đẹp mình mang ở trận này. Bây giờ còn ma đồng thì tôi nghỉ đi. Này nhìn thấy suốt rồi. Ôi. Nhìn ngon nghẻ nhờ. Chủ chiến cái nào. Cái thằng bắn súng này nhìn xấu á. Đây. Chủ chiến 2. Đây nữa. Black Panther nhìn đáng yêu nhỉ. Nhưng tôi không thích. Đây. Chủ chiến 3. Đấy, phải như thế các bạn. Thông linh. Rồi. Thú hồn. Thú hồn này thì tăng. Rồi, tăng cấp thôi, đa phần là tăng cấp thôi. Ủa nó sẽ cộng năng lượng, tôi thấy con mấy con này đẹp thế nhỉ. Cộng này thì cộng không biết bao giờ nó mới dừng nữa. Thề luôn. Trong chợ chiến có gì? Linh đồng. Nó sẽ có một linh đồng. Ô chợ chiến.
Chứ mình có thấy mấy 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 cái thẻ thần thú thì sao nhỉ? Túi đồ mình thấy có mấy cái thẻ thần thú này. Đây, mấy cái thẻ này là còn nguyên này. Cái tọa kỵ này. Đấy. Rất nhiều thẻ tọa kỵ ở đây luôn. Cái tọa kỵ nó ở đâu ta? Linh thú thống lĩnh các kiểu không phải. Trợ chiến. Ơ, sao lại không có tọa kỵ nhỉ? Đây cũng rất là nhiều luôn nhưng mà con mấy này mình không sở hữu được. Không 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 không. Ui. Cái gì này? Sao bên dưới không hát thì mình cái con này nhở? Tôi cho vào cái. Trời ạ, con này đẹp như thế này thì lại không cho. Trời ơi. Xem nào. Tôi xem một. Ơ. Nghĩa là chủ chiến thôi à? Ở đây, tọa kỵ đây các bạn. Đấy, tọa kỵ này thì chắc chắn là ngon này. Thời trang, kích hoạt. Ui, mô tô luôn. Rất nhiều nha. Có rất nhiều tọa kỵ ở đây. Cho em lựa chọn luôn. Đấy. Rồi. Cánh đi. Cánh thì như là không có nhiều. Cánh thì tôi thấy cũng chả có tặng cái gì cả. Không có thì thôi. Tọa kỵ. Cánh. Tiền để tôi nâng cấp con này lên ạ. Rồi. Lên con chó rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ dùng một cái thời trang nào đó. Rồng. Chim. Xe. Xe. Nhìn nó cũng đáng yêu ấy nhỉ. Không mà. Ui. Rồng đẹp ta. Không, được rồi, tôi ưng con rồng rồi nha. Tôi ưng nó nha. Tôi kết nó nha. Đó, khác biệt chưa? Khác biệt hẳn ngay. Nên tôi sẽ vào trang bị nhanh nè. Tôi sẽ vào sủng vật đi. Tôi sẽ lắp con này lên. Con này lên là chủ chiến. Đẩy con này về sau đi. Đó, tôi thích con này hơn. Là nhìn đẹp dã man luôn. Đó, bản này nói chung là. Đấy, mạnh nó phải như thế các bạn. Nhìn nó lồng lộn các bạn hiểu không? Nhìn nó lồng lộn. Nhìn nó cứ gọi là đi mướt mượt mượt luôn. Nhận quà luôn nhá. Ủa nhìn kìa. Đẹp thực sự luôn ý. Ew. Sướng nhỉ, nhìn đã mắt đi. Kiểu nhìn nó sướng mắt dã man luôn. Ui, mẹ có sủng vật của tôi cân hết luôn, không cần đến tôi. Không cần đến tôi luôn. Chuyện đây, cái này là cái tài nguyên tìm lại kiểu kiểu mình bỏ qua ấy. Đó, bây giờ em bỏ qua đi. Bây giờ mình chỉ cần cái con linh đồng đi theo mình này mà là một cái con xịn sò nữa thì nó gọi là tuyệt vời luôn. Cái này là thăng cấp nhanh cái kiểu chúng sẽ rất là mất thời gian. Bây giờ ném ném mấy cái của nợ ấy ra. Chỗ chiến này. Mấy cái con về sau ở nó xịn quá ở bên nhà phát hành không át cho tôi. Đây này. Con này này cho với con này vào nữa là tôi nói thật. Combo tôi nó gọi là đẹp luôn. Combo tôi là bạn nó ma ảo ngay. Nhìn nó di chuyển nó thấy mẹ rực rỡ rồi. Đúng không? Bản này thì nói chung là nó cho các bạn trải nghiệm gần như là tất cả. Tặng cho các bạn tất cả để trải nghiệm thôi. Đấy, cho anh em trải nghiệm trước thôi. Đấy, đúng 3 giờ nhá. Đúng 3 giờ chiều ngày hôm nay. Anh em mới vào trải nghiệm, link ở phần mô tả video cho mọi người ấy. Đó, vào để trải nghiệm trước con game này. Thoải mái thôi. Thoải mái thôi. Ô, đây tôi có một con thú đáng yêu này. Ôi, thời trang. Mặc chưa nhở? Mặc chưa nhở? Ở đây bằng rồi đấy đấy nó phải như thế. Cái tăng nhanh này nó không tăng ta lỗi à, tăng nhanh kỹ năng nó lại không tăng. Xem túi đồ còn gì nữa không, mấy cái này mấy cái nguyên liệu tôi là tôi cũng không muốn động động vào, nó lại xả phát tôi cũng mệt lắm. Nó sẽ bảng xếp hạng cái nào. Ui, lên thứ hai đấy, kinh khủng chưa, mặc đồ vào khác ngay, đẹp dã man luôn. Mấy con nhân vật đi kèm ấy đẹp dã man luôn đấy, nhìn ưng mắt thật sự đấy. Ok, nói chung là tựa game này đã review không phải một lần cho mọi người, nhưng mà cái bản mới này thì nó được nâng cấp lên rất là nhiều và add thêm rất là nhiều tài nguyên cũng như là tướng tá. Ngoài ra có cái gói tân thủ trải nghiệm mà cho mọi người có thể trải nghiệm dễ dàng hơn. Rồi ok, link ở dưới phần mô tả video nhé. Anh em nhớ thời gian server 1 ra mắt để có thể vào trải nghiệm. Video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em trong video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.